Rồi hôm nay là thứ bảy quý vị ơi, hôm nay là thứ bảy. Combo đầu tiên hôm nay là 177 nha quý vị. Bốn cái dâm bụp Đài Loan ha quý vị, 250 bao cái ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Chuyển tiền trước ha. Rồi bốn cây nha, cái lon bò cụm tỷ lệ nè quý vị. Đó. Rồi. Cái loại nhỏ nhỏ này tôi chỉ có được một combo hai combo thôi nha quý vị, chứ không có nhiều ha. Còn còn cái loại bự hơn chút xíu thì cũng có 20-30 cây. Hôm nay tôi bỏ trong cái đám tùng nữa, bù lăng bù lóc nay tôi lôi ra tôi bán nè, không có thời gian lôi ra nữa, nay mới lôi ra bán cho quý vị ha, về chơi văn nghệ cho vui nha quý vị. Cái dâm bụp Đài Loan này cái lá nó nhỏ xíu rồi nha quý vị, đây nè, ép vô chậu rồi lá nhỏ vậy nè, vậy thấy không nè, nó nhỏ như sâm hương vậy, lớn hơn sâm hương tí xíu nha quý vị ha. Dâm bụp Đài Loan là lá nhỏ vậy nha nè đó. Rồi xuống luôn nha quý vị, bốn cây 250 nha, cái này tôi có chừng hai combo loại nhỏ vậy thôi nha quý vị, xuống luôn.